Những chú chó nhà mình luôn có những biểu cảm thật đáng yêu, nhưng thật tiếc là chúng ta không thể nào nói chuyện với những người bạn bốn chân thân thiết và cực kỳ dễ thương này theo cách bình thường được. Mặc dù ngôn ngữ khác biệt là vậy, các bạn cún vẫn luôn cố gắng truyền đạt cảm xúc vui buồn, tức giận, yêu thương của chúng tới những người chủ qua biểu đạt ngôn ngữ cơ thể đa dạng, phong phú. Để tình bạn ấy luôn bền vững, chúng ta phải dùng tình cảm và hành động yêu thương của mình để tạo niềm tin cho chúng. Nhưng trước tiên, thấu hiểu ngôn ngữ cơ thể của loài chó là bài học mà bất kỳ người chủ nào cũng cần phải ghi nhớ. Vậy sau đây, hãy cùng thầy Spence giải mã 7 ngôn ngữ cơ thể mà loài chó muốn bạn hiểu nhé. Mang đến cho bạn một cái gì đó. Tất cả những người yêu chó đều biết người bạn này đam mê đồ chơi và những thứ để nhai đến mức nào. Vì vậy, nếu thấy chú chó của bạn kêu, hãy chạy đến với món đồ chơi yêu thích của chúng, hoặc thậm chí đẩy nó về phía trước một chút để khuyến khích bạn cầm lấy đồ chơi, thì bạn có thể chắc chắn rằng tình yêu của chú chó này dành cho bạn thực sự mạnh mẽ và vô điều kiện. Điều này xuất phát chặt chẽ từ chó và bầy đàn của chúng. Trong mỗi đàn chó, chú chó đầu đàn sẽ được ăn trước. Đối với chó cưng thì đó chính là bạn. Các chuyên gia khác xem đây là một lời tuyên bố về hành vi vô tận. Dù thế nào, đây cũng là một trong những hành động biểu hiện yêu thương quan trọng nhất của một chú chó đấy. Có thể là một món đồ chơi yêu thích, một cây gậy để ném, hay thậm chí là một chiếc tất. Đó thường là cách chúng yêu cầu bạn dành thời gian chơi cùng chúng. Nếu là một chú chó quấn chủ, chúng có thể kiên trì chạy theo xung quanh bạn, đẩy đồ chơi về phía sau chân bạn đó. 2. Chó thích liếm láp tay chân của bạn. Mọi người có phát hiện ra chó rất thích liếm mọi người hay không? Không chỉ là tay chân mà còn cả mặt nữa cơ. Có người coi hành động này là bày tỏ sự thân thiết, yêu mến với chủ. Có người thì lại thấy khó chịu khi tay chân của mình bị liếm láp đầy nước bọt của chó như vậy. Chó là một loài động vật rất có linh tính. Chúng có thể hiểu được suy tư của chủ nhân. Chúng ta âu yếm, vuốt ve chúng để biểu đạt sự yêu thích của mình. Chó cũng vậy, chúng có cách riêng để biểu đạt tình cảm. Từ nhỏ, chúng con được chó mẹ liếm láp, chúng cảm nhận được tình thương từ mẹ và chúng cũng áp dụng phương thức đó để thể hiện cảm xúc của mình với chủ. Bất kể ra sao, hành động liếm láp chủ nhân của loài chó chính là thể hiện sự gắn bó của chúng với chủ. Vì vậy, có lúc cách biểu đạt của chúng cũng hơi thái quá. Đừng quá thắc mắc hay đánh đập gì cả. Chỉ cần nhẹ nhàng hướng dẫn thì có thể học được cách biểu đạt tình cảm đúng mực hơn. 3. Thở hổn hển khi trời không nóng. Chó có rất ít tuyến mồ hôi và chỉ bài tiết một chút nhiệt từ các miếng đệm của bàn chân. Thở hổn hển là cách chó giải phóng nhiệt từ cơ thể. Tuy nhiên, có những lý do khác khiến một con chó có thể thở hổn hển không liên quan gì đến nhiệt độ. Chó sẽ thở hổn hển khi chúng bị kích động, căng thẳng hoặc sợ hãi. Đến thăm bác sĩ thú y, cưỡi xe và trải nghiệm mới có thể làm con chó của bạn thở hổn hển. Sợ hãi cũng có thể mang lại phản ứng này ở chó. Lúc này, bạn cần vuốt ve trấn an nó. Hơn nữa, khi con chó còn tập thể dục tốt, điều này sẽ gây ra thở hổn hển. Sau khi tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào với một con chó, hãy cho nó uống nước để giúp hạ nhiệt độ của cơ thể. Nếu con chó bị ốm, bị thương hoặc có các vấn đề về sức khỏe khác, nó có thể bắt đầu thở hổn hển quá mức. Hãy gọi ngay cho bác sĩ thú y của mình nhé. 4. Hiểu chó thông qua tiếng kêu sủa. Bạn đã bao giờ thấy bực tức vì chú chó của mình liên tục kêu, hay bạn bị đánh thức vào ban đêm vì tiếng chó sủa chưa? Mọi âm thanh đều có ý nghĩa. Chúng đang cố nói điều gì? Hãy tìm hiểu điều này là quan trọng. Rõ ràng, âm thanh là cách giao tiếp của một chú chó phổ biến nhất phát ra từ miệng. Đó là tiếng chó sủa. Những tiếng sủa ngắn và sắc nét này có thể truyền tải một lượng thông điệp. Chẳng hạn, một tiếng chó sủa rõ ràng cao vút có thể biểu thị lời chào mừng hoặc là kêu gọi sự chú ý. Chúng muốn nói với bạn rằng, tôi đang ở đây, dưới chân bạn, vì vậy hãy cưng nựng tôi. Hay một tiếng sủa dài điên cuồng có thể truyền tải một thông điệp về sự đau khổ, trong khi tiếng sủa sâu sắc, tiếng sủa lớn cho thấy một mối đe dọa hoặc xâm lược. 5. Chó luôn thích đuổi theo đuôi của mình. Có lẽ không còn điều gì khiến chúng ta vui hơn chính là nhìn một chú chó cứ mãi đuổi theo đuôi của mình. Thậm chí khi chó bắt được cái đuôi của chúng thì cũng không giữ được trong bao lâu. Trong trường hợp này, mỗi chú chó có một nguyên do khác nhau. Một số đơn giản chỉ là chơi đùa trong thời gian buồn chán và trò này có thể giúp chúng giết thời gian rất hiệu quả. Vì vậy, ý của nó là muốn bạn thưởng cho nó một món đồ chơi hay một vài hạt cám viên thức ăn cho chó, giúp nó vui vẻ và quên mất thời gian cô đơn một mình. Hay lý do đơn giản khác chính là nó muốn gây sự chú ý với chủ. Hành động này tất nhiên là không có hại, nó chỉ thành vấn đề khi chó lặp đi lặp lại quá thường xuyên. Lúc này, chó cần một liệu pháp điều trị riêng của bác sĩ thú y. 6. Rên rỉ. Có rất nhiều lý do khi chó nhà bạn rên rỉ. Nếu chú chó của bạn đột nhiên bắt đầu rên rỉ không có lý do rõ ràng, chúng có thể đang căng thẳng về thể chất. Điều này đặc biệt đúng với một chú chó nằm xuống rất phục tùng mà không cần cố gắng hay bị gượng ép.
Một yêu cầu nhỏ của tiếng kêu này đó là giải tỏa bản thân. Có thể là khi chú muốn đi tiểu hoặc đi ngoài nhưng không được đáp ứng. Không chỉ vậy, đây còn là cách chú chó chào đón chủ nhân bằng tiếng rên rỉ của mình. Cún con thường hay chào đón bạn bằng cách rên rỉ. Trong trường hợp mà chúng đang bày tỏ sự phấn khích, nó cũng có thể nhảy lên nhảy xuống hoặc quay xung quanh. Đây là lúc không thể đụng chạm, không nói chuyện, không có tiếp xúc mắt cho đến khi sự phấn khích của chúng lắng xuống. Một cách chào mừng thật đặc biệt. 7. Hãy chú ý đến cái đuôi. Đa số chúng ta thường cho rằng vẫy đuôi nghĩa là chó nhà bạn hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu con chó của bạn vượt quá cảm xúc vui vẻ, đuôi chó đánh mạnh sang hai bên, nhiều khi quan sát mông của chúng di chuyển mạnh. Còn nếu chú chó của bạn có một cái đuôi cuộn tròn tự nhiên, hay thậm chí có thể nhìn thấy cái đuôi của nó duỗi thẳng ra, chứng tỏ chú đang giận dữ hoặc cảm thấy bất an. Không chỉ vậy, trong trường hợp đuôi chó được nâng lên, tức là cậu ta đang báo hiệu rằng mình đã sẵn sàng để đối đầu với bất kỳ điều gì lọt vào mắt. Ngược lại, nếu đuôi của chúng di chuyển đến một vị trí thấp hơn, nó có thể là một chỉ báo của sự phục tùng. Đặc biệt, khi thấy đuôi của chúng ép giữa hai chân sau thì đây chính là dấu hiệu chúng đang rất sợ hãi, sợ đau hoặc rất khó chịu. Để an toàn hơn, bạn hãy đưa chúng đến thú y để khám sức khỏe nhé. Trên đây là 7 cách giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể của loài chó mà Dayspace muốn chia sẻ cho các bạn trong tuần này. Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn có thể hiểu hơn về thế giới tư duy của loài vật này, từ đó xây dựng một mối liên kết tình cảm chặt chẽ hơn với những người bạn nhỏ của mình. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube để chúng mình có thêm động lực ra những video bổ ích và thú vị hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.